Chào mừng các bạn đến với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng nhỏ về cái sử dụng cái động cơ này. Mình thấy cái động cơ này rất là phổ biến ở trên thị trường. Để làm được cái ứng dụng này thì mình cần có Mica, các cái linh kiện như là công tắc. Đây là một cái mạch điều khiển tốc độ. Thì lát nữa mình sẽ nói về cái ứng dụng của mình. Ốc. Đây là jack DC. Thì cụ thể là đi vào ứng dụng này thì mình đang định làm một cái review về một cái máy đánh là cà phê lên. Thường các bạn uống cà phê pin thì thường phải uống tay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái động cơ này để đánh cái cà phê lên bọt. Hoặc là các bạn có thể đánh trứng hoặc là cái đồ ăn đồ uống gì ở trong gia đình của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Bây giờ mình làm thì mình cần phải bóc cái Mica này lên. Đây có một cái dimmer mình sử dụng để điều chỉnh cái tốc độ của động cơ. Thank you.
không?